không sao đâu, sao cho nó rộng đúng đúng chỗ đó không? Đúng rồi, đây với tầm xa thì tay nắng quá đi. Cụ về tới nhà các bạn. Nó đeo là ở đâu nó cũng đeo. Đúng rồi, mà nó tới chịu chơi rồi là nó xuống á. Ở thúc kìa, thúc luôn kìa. Đây phải rồi, chịu tự rồi. Rồi, tôi nói rồi. Bài chú ơi. Đây. Tao gì nữa. Chơi nữa. Lâu lắm á thấy bỏ chú. Cái năm nay mà thấy bỏi hả? Cho màu nó đụng nghe tiếng bỏi rồi. Tôi nói chính xác ha, đó là mà không nhận dạng ha. Nhóc mình đứng đây còn đúng rồi. Ra nó kiếm ra là nó chịu đá hả? Dạ, đi. Này quay kỷ niệm ăn bỏi cho thằng mình nha. Năm sau lên mồi á. Mồi làm quá các bạn. Thả bầu làm quá. Thả bầu thấy bỏi. Ồ thấy bỏi chuẩn bị ra bắt ha. Bay bay bên kia chú ơi. Dạ. Nè. Chuẩn bị bắt con bỏi này tới ba con mồi này nghe các bạn. Mình thì thôi, đi gốc mình bắt con này. Đi gốc. Trời đang mưa lâm râm luôn. Hôm nay sáng đi mưa quá. Cái niệm cái clip này mốt mình là nhớ nha. Nuôi mồi dữ. Rồi, chuẩn bị thả mồi nha. Tối ông ngồi ở đâu phải này hả? Quên lấy cái liều. Cái này nè. Ờ có liều không? Nó gốc đây. Ờ cái gốc đảng, gốc giữa chứ. Đó là chỗ mãi hả? Đâu xa mày. Xa. Đâu ra nè. Chắc mình vô rừng chú đó ngồi. Gốc giữa anh chú. Chú nè, chú với ông thầy vô liều đi. Chú. Giờ ngồi coi cho nó đã. Vô liều coi cho đã chú ơi. Ổn vậy nè. Không. Ở đó xa lắm chú ơi. Xa lắm. Anh. Cha dữ quỳ. Chết mẹ thảo bầu rồi. Tháo giữa anh giúp. Bop, 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 bop.
bò 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 bò